hóa, máy móc vô tri vô giác, mà là thực thể rất giàu cảm xúc. Chính con người đã tạo nên kỳ quan hùng vĩ, tạo nên những tuyệt tác để đời, nhưng chính họ lại trở nên rất mong manh, dễ vỡ. Họ như cánh diều bay lại giữa bầu trời mênh mông, và chính người làm nên sự đã nâng đỡ, tạo động lực để họ trở thành những cá thể phát triển tốt nhất cho tổ chức, cùng kết nối và gắn kết.